Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đứng ở chỗ này là xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây, trên cái con đường nhựa này, trên này có cột điện các thứ này. Bên kia nó chuẩn bị làm một cái con đường nữa, thấy cột điện trồng. Đó. Cái lô đất này ngày xưa hai mặt tiền bán giá rất là rẻ. Nhưng mà đó lại chuyện ngày xưa rồi, không ngày xưa lắm đâu, nửa năm trước. Bán 350 triệu, bây giờ chủ mới mua rồi, vượt bưởi này. Đang bán 500 triệu sao. 500 triệu xào lô này nếu tôi không nhầm, nhớ không nhầm thì diện tích là 1 hectare 35, 1 hectare 35. Đấy là cái thông tin ngoài lề thôi. Còn đâu bây giờ tôi đang bán lô bên này. Lô từ cái rào lưới này đến cái rào lưới bên kia. Cái mặt đường này được 32 mét, sâu vào khoảng 200 mét, hơn 200 mét. À đâu, gần 200 mét. Lô này là 6 xào nha quý vị. 6 xào. Giá bán chủ đang đưa ra là 450 triệu một xào. 450 triệu xào rẻ hơn lô bên kia chút. Lô bên kia thực ra nó có hai mặt đường. Lô bên kia có hai mặt đường, có cái đường hàng cây cột điện, nghĩa là thêm một mặt đường nữa chuẩn bị làm, chuẩn bị thi công đường ấy thì đường đất nhỏ đó. À, bên cạnh đây có nhà này, điện đóm này thì đầy đủ. Lô này phủ hồng lên được thổ cư này. À, giá này như thế này với diện tích nhỏ nhỏ vừa vừa này là khá hấp dẫn này. 6424 6530 là 2 tỷ 7, 2 tỷ 7 mà có thể lên được thổ cư. Một cái lô vườn 6.000 mét vuông mặt đường nhựa. Đường nhựa ô tô tránh nhau thoải mái. Đường nhựa. Đường nhựa đấy chắc phải khoảng 5 mét ô tô tránh nhau được. Đây người ta chỉ trồng khoai mì đấy chứ không có trồng gì. Về mình có thể trồng chất đất thì chất đất đỏ này. Nước nôi ở đây thì thoải mái. Đây gần hồ sông Dây đây, cách mặt hồ khoảng 300-400 mét. Khá gần, khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Bên cạnh này này, người ta đang trồng vườn cây này. Cây này trông như có cả cây ổi này, cây xoài này, rồi cây trông như cây quất. Đấy, ổi, xoài, quất, dừa, nha đam, đủ thể loại cây luôn, đủ. Bưởi này. Đó, khá nhiều loại cây. Thì bên này mình cũng có thể làm được như vậy nha quý vị. Làm một cái nhà cấp 4 như thế này. Làm thoải mái luôn, không ngại về đâu. Có lên thổ cư thì càng tốt, không lên thì quý hạch có thể, quý vị có thể là cứ làm rồi làm việc với xã một chút, 5-7 triệu tiền nhậu nhẹt cái là xong. Ở quê này họ không có bắt chặt quy hoạch như là ở thành phố. Đấy, đường nhựa ô tô tránh nhau rồi, mặt đường thì được 32 mét thôi nha quý vị. Nó hơi nhỏ và hơi dài. Mà lợi thế là có thể lên được thổ cư này, chất đất đẹp này, mặt đường nhựa này. Lô đất này vừa tiền. 2 tỷ mấy cho một lô đất bất động sản này là cũng khá tốt. So với lô bên này là bây giờ đang chào 500. Nếu quý vị quan tâm với lô hai mặt tiền này 500 thì alo tôi có thể hỏi lại chủ cũ để tìm ra chủ mới rồi. Nếu mà quý vị muốn giao dịch thì có thể liên hệ được. Đó. Thông tin sơ bộ là như vậy nha quý vị. Thì quý vị nào quan tâm thì alo chúng tôi sẽ dẫn quý vị đi xem hoặc gắm vị trí rồi gửi sổ qua Zalo cho quý vị. Thì rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.